tiếp tục mình sẽ làm dụng cụ mới ở trong cái filter gallery này. Em sẽ làm cái này aesthetic, đó sẽ là brush chop thì nó cũng tương tự nhưng mà sẽ làm những hiệu ứng mà nó giống giống tranh vẽ hơn. Cửa tuần này cross hatch nó tương tự sẽ có hiệu ứng khác nhau. Tắt để so sánh nhé.